anh sốt phải không ta? Ấy cho anh hết sốt đó rồi lại về. Không có nào không tránh đâu, vậy mai chỗ có thầy vậy thôi. Như thế nào hả chị? Nếu mà chồng em, nếu mà hết duyên hết nợ với em thì cũng mặn nuôi con. Dạ. Cho nên người. Dạ. Ủa vậy chị kia đó, nó đi rồi nó bỏ ăn rồi. Là nói nó chịu không nổi rồi. Là nằm chờ mắt gì để hang như mấy bữa trước là hàng xóm ta nói nữa hả? Dạ. Dạ, kính thưa cả nhà, hôm nay thì Hiếu bắt đầu lại làm cái chương trình thiện nguyện. Thì hôm trước Tết á, thì Hiếu có gặp gia đình hoàn cảnh của anh Nam, tức là cái cô bên Mỹ gửi cho nhân Hiếu 3.000 đô để giúp đỡ đó. Thì Hiếu giúp đỡ cho bà con đây mỗi người 500.000. Thì thấy vợ chồng anh Nam bị bệnh gan thì đi loại bộ, đi chích thuốc, thì Hiếu mới cho anh 500. Thì qua đó thì cô nói là ảnh bị bệnh nhiều vậy đó, thì gửi cho ảnh thêm 1 triệu nữa đi. Thì ngày hôm nay Hiếu mới thực hành nhiệm vụ gửi cho anh tiếp tục thêm 1 triệu nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì Hiếu nghe nói là cái chuyển biến cái tình hình bệnh của anh thì nó nặng hơn cả nhà. Thì nghe cô chú anh chị em xung quanh đây nói đó, có thể là 2 ngày trước, 3 ngày trước là anh nó mắc rồi quý vị. Nhưng mà không biết là sao, chờ độ hay sao đó là anh khỏe mạnh và được ăn uống này kia trở lại. Thì ngày hôm nay mình dẫn bà con mình vô bên trong để mình thăm anh Nam ha. Rồi. Mời mọi người đi vô bên trong để mình thăm gia đình của anh hen. À, vợ anh cũng mới vừa mua đồ về tới luôn cả nhà. Rồi mình thăm gia đình của anh Nam trong đây không quý vị. Dạ anh ơi, khỏe không? Tiền ơi, lâu mấy ngày không gặp, bệnh tình anh chợ biến nặng quá vậy. À, chị ơi, thì hôm nay là sau cái ngày Tết thì em ghé thăm gia đình chị với anh Nam. Thì bệnh tình của anh Nam sao mà chở biến nặng quá, anh nằm không như chị? Anh đau lúc giờ hôm nay nó là 3 ngày rồi, em sốt á, là bị cái gan của anh hành. Dạ. Tiện bữa đó là lụm anh rồi. Tiền ơi, sao vậy? Như anh mệt á, rồi cái anh đi không vậy đó, không có ngồi, không có nằm trong đi không à. Đi xuống sông cái đi lên, đi xuống vậy đó. À, tự nhiên đi vậy đó hả? Dạ. Bị giống như bị sản vậy ha. Dạ, không ăn không uống gì chân, đút nước vô nghe uống phun cả chân. Nước vô mà phun ra luôn. Dạ. 2 ngày trước hả? Bữa nay nó 3 ngày là bữa nay. Dạ, ngày qua nay chừng qua nay còn ăn được ít muỗng vậy đó. Dạ, vậy là tầm mùng 3 mùng 4 Tết vậy đi ha. Dạ. Rồi có đưa anh đi nhập viện hay này kia không, sao mà bệnh nặng quá vậy? Như gia đình em cũng khó khăn vậy đó, không có khả năng. Dạ. Dạ. Nhập viện là nó tốn khoảng bao nhiêu tiền rồi nhập sao này kia đâu? Vì đi xuống dưới cái gì không phải lại coi tình hình của anh nữa. Dạ. Bây giờ là mấy ngày nay là ăn uống này kia trở lại bình thường chưa? Dạ, ăn cũng 2-3 muỗng vậy đó. 2-3 muỗng. Dạ, không có ăn được nhiều. Rồi. Bữa nay là còn kêu em nấu thuốc nam chú, mấy bữa đó uống không có được. Dạ. Dạ. Như bây giờ là nằm chờ mắt gì để hang, như mấy bữa trước là hàng xóm ta nói nữa hả? Dạ. Lúc đó chị buồn không? Chị em khóc. Dạ, dạ. Khóc nhiều lắm mà. Dạ. Ờ, bữa đó em chưa hỏi tới là chị được mấy đứa bé ta? Em có 2 đứa con, nhỏ đó với nhỏ đầu ngón đó đó. Dạ. À. Cẩm Giang này, Cẩm Linh. Cẩm Giang, Cẩm Linh ha. Dạ. Bé nhỏ là nhiêu tuổi? Bé nhỏ này 13. 13 tuổi, bé lớn? 16. 16 tuổi. Dạ. Ha. Rồi. Thì đây là gia đình anh Nam, thì có được 2 người con, người con gái nhỏ và người gái lớn cả nhà. Thì bây giờ bệnh tình của anh nó trở nên là càng ngày nó càng nặng rồi. Thì Hiếu thay mặt Mạnh Thường Quân của cái cô bên Mỹ đó giúp bữa đó giúp cho mình 500.000 đó. Thì chắc có lẽ 500.000 đó mình mua thuốc mua men kia hết rồi. Thì Hiếu biết tại bệnh tình này nó gọi là bệnh, nếu như mà nói gì bà con ở bên nước ngoài mà nó biết sao, nhưng những người giàu thì không biết sao, nhưng mà nói về những cái người mà như tụi đại ở đây, những người sống gần biên giới mà nghèo khổ, đây là cái bệnh nhà giàu quý vị. Bởi vì cái bệnh này nó sẽ rất là tốn rất là nhiều tiền đó, giống như là mình gan phổi phèo này kia đó, nghĩa là mấy bệnh mà như thế này nó tốn rất là nhiều tiền, trên dưới nếu mà nói ra là cả 100 triệu biết chị hết chưa nữa đó. Thành ra là cái số tiền 500 thì nó gọi là chỉ là như tiền mua thuốc men lật giặt này, chích thuốc này kia vậy thôi. Rồi thì ngày hôm nay Hiếu trao tặng cho chị tiếp tục thêm là 1 triệu nữa. Để em sẽ đăng lên rồi mọi người có ai thương thì giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị nhiều hơn nữa hen.
Rồi rồi, chị điểm lại giùm em ha. Rồi, 200 đây. 4 à, 6 8 10. Rồi, chị nhận 1 triệu ha. Rồi, chị cảm ơn. Em cảm ơn đồng hồ quân giúp đỡ vợ chồng em. Đánh khó khăn. Dạ. Bây giờ nếu mà nói cái lời thật với nhau á, thì nếu như mà ảnh mà có chuyện gì xảy ra đó, chị sẽ cái hướng của chị như thế nào, nuôi mấy đứa bé ra làm sao, rồi cuộc sống của mình tiếp theo là mình sẽ mong muốn được cái việc làm như thế nào hả chị? Nếu mà chồng em nếu mà hết duyên hết nợ với em gì cũng mặn nuôi con. Dạ. Cho nên người dạ thì... dạ thì bé bé bắt đầu thì cái đó thì em biết rồi, nhưng nó còn hơi bấp bênh lắm. Chị có nghĩa là muốn một chiếc xe mình chạy, mình đi bán lá mía, bán nước, bán này bán kia, nói chung bán tạp hóa này kia đó. Vậy theo chị đó thấy sao? Mà sau này bà con mong ước mong ước được chiếc xe bà đi mằng hay là sang chở nuôi con. Dạ. Cái gì thì bà nói lên cho mạnh thường quân ta biết. Em cũng chưa nói trước được. Dạ. Dạ. Rồi thì nói chung là trong lúc này thì chị, cái cảm xúc của chị là đứng về một cái người phụ nữ thì chúng ta phải hiểu, nghĩa là cái bệnh của anh á, theo em bác sĩ người ta nói là có khoảng bao nhiêu phần trăm sống và bao nhiêu phần trăm này kia rồi chị, hay thầy chị thấy như sao? Người ta nói như là bữa đó đó là ảnh sốt phải không, ta ấy cho anh hết sốt đó rồi là về hút thuốc nam tránh uống vậy mai chỗ hút chạy vậy thôi. Nghĩa là bây giờ cũng giống như là giống như 64 cái này kia hen, cũng không còn được 50-50 nữa. Dạ. Tại bệnh ấy. Giống như bữa hổm có đi bệnh viện rồi. Ừ. Bên mà nhà từ thiện á, ta đi xin tiền. Dạ. Cũng cho được 5-6 triệu gì đó. Dạ. Mà nó không có khả năng nằm bệnh viện nữa. Chị hết tiền rồi, chị về vô cái chai đó chắc á, nó một chai tới 1,2 triệu. Ừ. Mà ta cho chị vô là tới 10 chai nó mới đủ liều. Mà gia đình khó khăn, không có đủ cái phương tiện, thành ra mới đi về. À, tức là chị cải không có gành nè. Nghĩa là bây giờ là đi nhập viện rồi. Dạ. Nhập viện rồi là kêu đóng vô đầu tiên là 2 triệu. Dạ. Dạ, rồi vô những cái chai quá chắc là mỗi ngày cũng hàng như vô 1 chai 2 chai. Dạ. Một chai nữa tầm 1,2 triệu. Dạ. Đó, vô mà được tới 10 chai là... vô được 2 chai là hết tiền. Dạ. Dạ. Nó thành ra được có 5-6 triệu thì đó mới đi về. Không có khả năng. Bây giờ nếu mà có tiền thì sẽ đi nhập viện lại nữa, là vô những cái chai quá chắc đó để cho giống như là còn nước thì còn tát. Dạ. À, chứ mình không có gọi là bỏ anh, không có bỏ. Dạ. Mặt anh đó. Rồi bây giờ anh nói chuyện này kia nổi không anh Nam, khỏe không? Đi mệt. Mệt quá hả? Rồi sáng giờ ăn uống gì được không? Được, ăn một món cơm. Ừ. Trong mình anh hiện giờ thấy sao, nghĩa là nó khó thở hay là nó đầy hơi này kia sao? Quất hơi, mệt, đi nó mệt. Đi là nó mệt gì hả? Ừ. Bây giờ anh mong muốn sao, có tiền để đi trị bệnh này kia hay sao? Ai giúp được thì giúp, rồi đi vô xuống đồng kỳ rồi vô cũng đó rồi đó mà. Đồng kỳ thì em nghĩ cũng không được, phải xuống Châu Đốc mới được, từ cái bệnh viện đồng kỳ nó cũng chuyển mình đi à. Anh nói với chú nó bây giờ khi nói gì khi nói khác, khi mệt thì nói chuyện lung tung. Bây giờ là hôm hổm nó có đi nhập viện là nhập thẳng Châu Đốc bệnh viện lớn đó. Bệnh viện lớn thì có đi rồi. Nó lung tung mà gia đình nó khó khăn, nó mới đủ khả năng nó đi tới nữa. Dạ. Nó mới đi trốn viện đó mẹ, đi là không có khả năng nữa là trốn viện về đó. Rồi về là bữa mùng 4 là tưởng đau lụm nó rồi. Bữa đó là bị sản luôn hả? Bị dạ, đi không biết ai, nhưng vợ con cũng biết luôn. Không biết ai là nữa thăm, vợ con biết. Đi bẻ ớt rồi đâu có ai ở nhà đâu. Có mình nên nằm ở nhà vậy đó. Rồi người này kia xanh quanh thì người ta dòm ngó dùm. Rồi lội xuống sông vậy đó, ngang tháng vậy đó, lội lên, lội xuống, lội lên, lội xuống. Nhờ hên thời điểm này nước nó khô nó cạn quá gì, nhưng mà dạ, nước lên rồi. Mà chết luôn rồi.
lội nước ngăn hắn gì đó, lội lên lội xuống. Từ người ở thanh quanh bà con người ta lợi, người ta cũng dòm ngó, người ta cũng kêu này kia nọ, rồi tới vợ đi con đã ớt về rồi mới canh giữ được buổi chiều. Tức là ảnh hiện tại ảnh nằm ở đây gì có gì hàng xóm xung quanh mấy người đây nè, ta cũng dòm ngó tới lui, còn chị với mấy đứa nhỏ thì cũng phải lo đi làm, đi làm mới có tiền để mua thuốc này kia cho ảnh để mà trang trải trong cuộc sống. Bởi vì quý vị thấy là cái nhà nó cũng gọi nó mục hết trơn quý vị, nó cũng gọi là sụp sụp rồi nó, thành ra là nếu mà có thể thì mình sẽ xây sửa lại, xây cắt ngôi nhà lại và lo cái bệnh tình cho anh, để cho anh giống như là được giây phút nào hay phút nấy mình cố gắng là trị hết, hết mình, hết khả năng, đúng như những cái số tiền mình có thì mình sẽ giúp cho anh. Đó, hồi sáng tao đi chích thuốc đó, gỡ ngoài chợ ta điện kêu sẵn đồ cho đó, đi đó tao quần áo kìa mà. Đã chở một đồ đó, quần áo ta cho mà. Rồi, thì 1 triệu này em xin chào chị. Chị cứ việc trang trải gia đình và lo thuốc men cho anh. Em nếu mà nhận được những số tiền khác thì em sẽ qua thăm gia đình mình nữa. Còn nếu mà có trường hợp xấu nhất á, thì cũng mong chị giữ bình tĩnh để lo cho những cái việc nó sắp tới đó, giúp lỡ cho mấy đứa nhỏ, nhất là mấy đứa con của mình đó. Nó cũng lớn lên, nó gọi là nó cũng cần sự yêu thương của cha mẹ để mà nó có tiếp tục cái động lực nó sống á. Đừng có nghĩ nhiều cái điều quẩn này kia quá. Đó là những cái mong muốn của em và của Mạnh Thường Quân. Rồi anh Nam nhớ giữ gìn sức khỏe ha. Chừng nào được bà con ủng hộ giúp đỡ nữa thì em qua giúp đỡ cho anh nữa ha. Em cũng mơ Mạnh Thường Quân giúp đỡ vợ chồng em. Dạ dạ, chị đừng có buồn ha. Dạ. Dạ. Tất cả là cái duyên chị ơi. Bởi vì cái bệnh tình của anh thì nó gọi là bệnh nặng chứ nó không phải bệnh nhẹ, bệnh mà nó không biết trong mình, bệnh mà không biết trong mình chứ không có ỉa đái mà không biết nữa là nó gọi là nó bệnh nặng đó quý vị, chứ không phải là bệnh nhẹ đâu. Bệnh này nó ngay thì nó cũng biết cái vụ ỉa đái mà cái lắm khi nó nóng chứ nó quá sản đó chứ. Rồi cái nó suy nghĩ lung tung rồi nó nói tầm bậy tầm bạ. Rồi có khi đi tới đi lui xuống sông xuống suối nữa. Rồi vợ con đi bẻ ớt rồi đâu có ở nhà. Rồi rồi. Ở xanh quanh đó, người ta mới dòm ngó dòm. Rồi thì chị sống đây cũng nhờ hàng xóm xung quanh giúp đỡ. Rồi em cảm ơn chị nhiều hen. Rồi có gì em qua giúp đỡ chị nhiều nữa hen. Dạ. Cái phía bên trong là cái ngôi nhà của anh Nam. Tức là một cái người anh bây giờ đã bị sơ gan của trướng quý vị. Hôm Tết Hiếu có quay đó. Bây giờ cái hoàn cảnh gia đình anh rất là khổ luôn. Bây giờ quý vị thấy đó là nhà bây giờ nó sụp sụp hết trơn quý vị. Ở trên đó là mình không thể ở được. Bây giờ là bây giờ ảnh xuống ngồi dưới để nó tránh nắng. Bởi vì phía trên rất là nóng, hầm hực luôn. Nhiều khi ảnh rất là dễ bị sản. À, bây giờ là hàng xóm láng giềng ta thương đó. Người ta cho những cái quần áo, đồ đạc này kia đó. Bây giờ là không có còn khả năng để mà cứu chữa nó quý vị. Có thể là người ta sẽ... vợ anh đó thì nói với Hiếu là... Có thể là bẻ những cái bông, văng những cái mùng chiếu này kia sẵn để đợi ngày mắc quý vị. Thì cái mùng 3, mùng 4 Tết vừa rồi đó, tưởng đâu anh mắc rồi đó. Rất là khổ luôn quý vị ơi. Thì mong hoàn cảnh này để quay lên. Thì đây sắp tới thì Hiếu sẽ hoạt động lại thường xuyên. Với những cái tâm nguyện của Hiếu trong năm mới này là giúp đỡ cho những cái bà con nghèo, những bà con gặp khó khăn trong cuộc sống, trong cái sự việc mưu sinh, những cái quạnh mảnh đời bất hạnh. Thì muốn chia sẻ lên thì hãy liên hệ với Hiếu. Số điện thoại là 0338 616469 thì Hiếu sẽ đến tận nơi để mà giúp đỡ cho tất cả mọi người. Thì trong đầu năm mới thì Hiếu cũng chúc mọi người luôn luôn bình an, thật nhiều sức khỏe. Xin kính chúc mọi người năm mới nhiều điều may mắn.